một bí quyết làm đẹp nhưng mà vướng hai chiều ý kiến nên bây giờ mình mới dám chia sẻ để lấy lại vóc dáng sau khi điều rất là khó khăn và gian nan trước tiên hôm nay mình sẽ nói về mái tóc ngắn do dạo này tóc rụt nhiều nên mình đã quyết định đi cắt ngắn thì đã lỡ phóng lao thì mình cũng phải theo lao nghĩ là tóc ngắn uống lên nó sẽ xinh nhưng bớ làng nước ơi uống tóc xong nhiều người cứ nói là nhìn giống bà thím bên hàng bản thân của min chỉ sóc có một thôi nhưng mà anh xã là sốc tới 10 nhưng mà sau khi tóc khô nhìn cũng đẹp lắm chứ bộ chỉ có đều là sáng ngủ dậy nhìn cái đầu không khác gì ổ chim thôi bây giờ mình sẽ bỏ qua vấn đề tóc tay đi chuyện chính ngày hôm nay đó chính là bóc dáng sau khi xem em bé tầm hơn một tháng vết mổ của min đã lành min đã nhanh chóng đi định hình và tác dụng là giảm eo. Sau khi đã sử dụng qua nhiều loại thì mình thấy Latex Slim 102 của Việt Corset là sử dụng thoải mái nhất. Mình có thể đeo lâu 5 6 tiếng một ngày mà không có khó chịu. Không có như nhiều loại latex trôi nổi ở ngoài nào là cứng là cuộn là gập. Em này lớp bên trong còn có thấm hút mồ hôi. Mình chỉ cần nói vòng eo của mình bao nhiêu để được tư vấn đúng sai. Ở bên này sản phẩm á được đóng hộp, có luôn giấy hướng dẫn tặng kèm thêm bản nối và thước dây. Cái luồng ý kiến trái chiều mà mọi người nói khi sử dụng cái này sẽ làm chèn ép tổn thương nội thất bên trong cơ thể mọi người quá là nó nóng khi sử dụng sai kích thước của latex mình không thể nào ép được vòng size của eo 90 mươi xăng chỉ còn 60 mươi xăng sau khi sử dụng có nghĩa là khi mình đeo mặt size l thì không thể nào mà ép thành size ép được khi sử dụng latex là nó sẽ giúp mình giảm eo chứ không phải là giảm ký giống như là sau khi sinh á mình sử dụng sai latex l sau từ từ xuống m sau xuống size s bây giờ là ít s sử dụng đúng sai và kiên trì thì vòng eo của mình sẽ từ từ nhỏ lại đó chỉ đơn giản gì thôi mà dáng đẹp